quá mà giờ em cần mượn ốp á thì mượn sao anh? Giúp em được không? Mở gì? Mở ô cộng. Dạ. Ô cộng chắc là có. Dạ em mượn gấp từng xe là sao nè? Tại chạy liền nghe, em nó ngồi không ra được nha anh nghe. Dạ dạ vâng. Người đàn ông mang khối u khổng lồ trên mặt hơn 10 năm. Vừa qua, khi kể lại ca bệnh người đàn ông mang khối u khổng lồ trên mặt hơn 10 năm, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, tổng giám đốc bệnh viện JVK Hàn Quốc không giấu nổi niềm vui chia sẻ. Ekip bệnh viện đã chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho một bệnh nhân đặc biệt. Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2022, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung ra y lệnh lập tức chuẩn bị ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân Lê Quang Khanh, 54 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. 10 năm trước, bệnh nhân chẩn đoán mắc khối u không rõ nguyên nhân ở vùng xương hàm dưới. Theo thời gian, bệnh diễn tiến nặng, khối u ngày càng phát triển với trọng lượng nặng tới 1kg và luôn trong tình trạng căng tức, nhiều dấu hiệu hoại tử đã xuất hiện. Cách đây vài ngày, khối u bắt đầu lở loét và đến hôm nay dịch mủ không ngừng tuôn trào, buộc ekip phải tiến hành cấp cứu gấp. Thời điểm gặp bệnh nhân, bác sĩ Tú Dung không khỏi ngạc nhiên và nghĩ rằng sẽ từ chối phẫu thuật bởi khối u quá lớn, rất nguy hiểm. Khi anh Lê Văn Khanh tới bệnh viện gặp tôi để mà điều trị cái ca bệnh mà cái u vùng mặt, thực sự khi mà gặp anh Khanh thì tôi quá ngỡ ngàng một cái trường hợp mà cái u nó to khủng khiếp vậy. Tôi cứ tưởng tượng là giống như một người mà hai đầu, đầu trên đầu dưới vậy. Nó kinh hoàng như thế. Thực sự gặp là rất là thương mà. Và trong đầu tôi nghĩ là sẽ từ chối không mổ. Vì mình biết là cái gì. Nó quá lớn và nó khủng khiếp vậy. Nguy hiểm. Thế nhưng, trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân Khanh, bác sĩ Tú Dung như có một lời xúi dục bản thân phải làm một điều gì đó và ra quyết định tiếp nhận ca bệnh. Được biết, bệnh nhân Khanh có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, ở nhà trọ, trong khi đó khối u ngày càng lớn, nếu u vỡ có nguy cơ tử vong. Bác sĩ Tú Dung cho biết thêm, trước khi tiến hành ca phẫu thuật, bác sĩ đã thực hiện đo vẽ xác định trước các đường mạch máu, dây thần kinh để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân. Và bệnh nhân này không phải bệnh nhân đơn giản là bệnh nhân đã bị tiểu đường lâu năm, bệnh nhân bị cái xơ phổi vì cái vị có thể là một cái lao phổi trước đó. Bệnh nhân bị xuất huyết trong u khá lâu, nó làm cho lượng máu cơ thể đạm cũng giảm, ăn uống không được thì đạm giảm, rồi thiếu máu, điều tiểu đường, bệnh nhân có một nội khoa suy thượng thận nữa, rồi xơ phổi nữa, và một cái u này nó quá nhiều yếu tố nguy cơ, cho nên rất là khó. Thì chúng tôi vẫn cố gắng hồi chẩn là để một tìm một giải pháp nào an toàn nhất để mà xử lý tạm thời. Thì đùng một cái sáng hôm sau bệnh nhân người nhà đưa vào trong bệnh viện là một trường hợp bắt đầu rỉ dịch máu chảy ra. Thì lúc đó tôi nghĩ là có thể chảy máu nhưng mà mình không bị giải quyết tạm thời là mình đưa đi mổ, mình kiểm tra trước đã, chứ mình chưa có giải pháp nào hết. Và lúc đó thì dĩ nhiên trong quá trình này chúng tôi đã làm tất cả xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh MRI, X quang, siêu âm, CT 3D, tất cả mọi thứ. Chúng tôi biết được vị trí u, biết được cấu trúc u là gì, nguyên nhân từ đâu rồi, để chúng ta giải quyết. Thì lúc nó vào phòng mổ thì chúng tôi chuẩn bị là nghĩ ai nó rỉ dịch cầm chảy máu thì mình chỉ cần mình lè gạt nhét cầm máu thôi, chứ chưa chuẩn bị hết. Và cái khó nhất của u này là sao? Một là u rất to nằm ngay vị trí dưới hàm, chèn vô khí quản, không đặt mặt nội khí quản được để mổ. Thứ hai, đụng vô nó vỡ một cái là mạch máu chảy vào đó là không xử lý được. Bác sĩ Tú Dung chỉ đạo ekip tiến hành úp mask bơm oxy qua miệng trước, dùng gạt chèn ép cầm máu, nhanh tay đặt ngay nội khí quản. Lúc này, ekip gây mê lại tá hỏa vì không thể tìm thấy đường vào thanh môn, đường thở của bệnh nhân do khối u nặng gần 1kg đã chèn ngang. Thời điểm này, chỉ số oxy máu đã tụt xuống từ 90% xuống 60%, điện tim mờ dần. Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang hết sức nguy kịch khiến cả ekip lo lắng. Tuy nhiên, trong giây phút sinh tử này, ekip gây mê hồi sức đã tìm được đường vào thanh môn để đặt nội khí quản thành công. Những tia hy vọng đã bắt đầu. Bác sĩ Tú Dung dù đang trong ca mổ, vẫn mau chóng liên hệ với các bệnh viện đa khoa hỗ trợ 4 đơn vị máu vì hiện tại bệnh nhân đã mất máu quá nhiều. Dạ nên bây giờ em có gấp thì em đang mổ 1 ca u 4 mà nó vỡ chảy máu gấp quá mà giờ em cần mượn máu gấp thì mượn sao anh? Giúp em được không? Mở gì? Mở ô cộng. Dạ. Dạ em mượn gấp từng xe là sao nè? Tại chạy liền nghe, em nó ngồi không ra được nha anh nghe. Dạ dạ vâng. Yeah.
Ngay khi đảm bảo mọi dấu hiệu sinh tồn đều bình thường, cả ekip tiếp tục bước vào hành trình kiểm soát cầm máu. Bác sĩ Tú Dung và ekip phẫu thuật bệnh viện cũng bắt đầu thăm dò toàn bộ phẫu trường, căng mắt để cắt lọc từng khối hoại tử, cắt bỏ từng đoạn xương thối rữa, gấp nhặt từng mô tuyến nước bọt vỡ vụn, bóc tách tận khí quản, các mạch máu lớn vùng cổ, sợi thần kinh mặt đều lộ rõ. Ekip tiến hành cắt lọc những mô hoại tử cần cắt. Sau 4 giờ căng thẳng, toàn bộ ekip như trút đi một nửa áp lực khi đã hoàn tất loại bỏ khối mô hoại tử xen lẫn vùng xương bên trong khối u. Ngay sau đó, ekip bệnh viện tiếp tục tiến hành khâu tạo hình thẩm mỹ khối u bước đầu. Sau 6 giờ đồng hồ, ca đại phẫu cấp cứu đầu tiên cho bệnh nhân Lê Quang Khanh đã thành công vượt mong đợi. Hiện tại, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, khối u khổng lồ đeo bám suốt 10 năm được loại bỏ. Khi nhắc đến ca phẫu thuật, những cảm xúc bồi hồi khó tả vẫn còn dư âm trong trái tim của từng thành viên trong ekip phẫu thuật, đặc biệt là bác sĩ Tú Dung. Thì đến bây giờ chúng tôi vẫn luôn luôn nhớ về cái trải nghiệm đó. Thực sự là một cái trải nghiệm nó quá sức kinh hoàng, nhưng mà rất ý nghĩa là sao? Mình làm hết sức, cả một ekip làm hết sức, hết mình, gọi là quả cảm mà cứu được bệnh nhân. Thì hôm nay nhìn bệnh nhân khỏe mạnh, mặc dù trước tiếp phẫu thuật nhưng bệnh nhân đã hồng hào, đường huyết ổn định, ăn uống được là mình thấy mình rất là vui, và cả gia đình ai cũng vui hết.